Xin chào Long Bình Đồ Hưng đây. Xin chào tất cả các bạn nha. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, lâu lắm rồi không làm clip thi ăn về đồ ăn màu sắc các bạn nhá. Hôm nay mình chuẩn bị có hai màu sắc các bạn này. Đây là màu đen bạn nhỉ. Đấy các bạn nhìn chưa? Wow. À, còn đây là màu hồng các bạn này. Wow. Đấy. Các bạn ơi, đồ ăn màu hồng nghe có vẻ đáng yêu các bạn nhỉ? Đấy. Quá đáng thì yêu. Các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục series thử thách người cuối cùng ngừng ăn đồ ăn theo màu các bạn nha. Hình thức chơi đó anh nhỉ. Rồi, hình thức chơi ngày hôm nay các bạn nha. Chúng ta bốc vào màu nào thì chúng ta sẽ ăn cái đồ ăn màu đấy, hiểu chưa? Đấy, mỗi vòng sẽ là mỗi một màu sẽ là đồ ăn bất kỳ mình đưa ra bạn nhá. Đấy, mở vào đồ ăn nào chúng ta sẽ phải ăn đồ ăn đấy, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Có thưởng không anh? Đấy, phần thưởng mình trao người thắng cuộc sẽ là 5 triệu đồng các bạn nha. Đấy, hình phạt thì các bạn ơi, hôm nay có con gái rồi các bạn nhá. Đấy, mình sẽ bắt người chơi chúng ta, người nào thua cuộc úp mặt vào thau nước đá 2 phút các bạn nhá. Đấy, hôm nay Lương có tự tin chiến thắng không? Chắc chắn là mình chiến thắng các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, video này mình hay nhớ like chia sẻ hùng mình nha. Còn người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Rồi người chơi ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bây giờ đốc bốc đồ ăn theo màu nha. Bốc okay. Màu nào thì chúng ta sẽ phải ăn đồ ăn theo màu đấy, hiểu chưa? Hiểu. Chưa, con gái bốc trước đi. Okay. Rồi, bên này bốc trước các bạn nha. Màu gì đây? Các bạn ơi, màu gì cũng phải ăn các bạn ạ. Màu gì đây? Màu đen các bạn ạ. Màu đen. Ui, mình màu đen các bạn ơi. Màu đen. Màu hồng các bạn ơi. Màu hồng. Các bạn ơi, mình màu hồng các bạn ạ. Rồi, ok. Đến đây ba mở ra nha. Ok. 1, 2, 3. Wow. Các bạn ơi, của mình màu đen là sô-cô-la sao các bạn ạ? Sô-cô-la luôn các bạn ạ. Tuấn màu hồng. Sô-cô-la vị dâu các bạn. Các bạn ơi, của mình là sô-cô-la dâu nè các bạn ơi. Wow, đấy, bóc ra đi. Vòng đầu ăn sô-cô-la. Đấy, wow. Thơm lắm các bạn ạ. Yeah, màu hồng. Oui. Hấp dẫn phết nhỉ. Đây các bạn nhìn này, sô-cô-la này. Sô-cô-la dữ dội quá. Của mình cũng các bạn ơi. Bạn ơi nhìn này, một thẻ có thỏi vàng luôn các bạn thấy chưa? Đây là sô-cô-lết các bạn ạ. Đấy, nhưng mà bên trong là sô-cô-la đen. Đấy. Các bạn ơi, mình ăn nha các mình bạn ơi. Các bạn nhá. Các bạn ơi, cái hoa văn ở trên này rất chi là đẹp các bạn nhỉ. Đấy các bạn nhớ chưa? Có khác cả chữ các bạn nhá, mình không biết tiếng Anh. Nhìn như cái bên cạnh tán thưởng ấy các bạn. Bitit tutule. Mình rất tiếng Anh. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mình ăn cái vị hồng này toàn vị dâu các bạn. Quả này là vị chưa các bạn. Wow. Sô-cô-la ngọt các bạn. Bạn ơi. Mà hồng quá, ăn ngoài nhỉ bạn ơi nhỉ. Tớ ăn con hơn cả các bạn. Như nhau ấy. Bạn người trai em có giống nhau không? Đấy, ăn sô-cô-la nó thế nào? Ngọt lắm mày ạ, ngọt. 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 Cái này của mình hình như có cả vị cacao hay sao ấy. Các bạn ơi, sô-cô-la này lại nhớ đến ngày lễ tình yêu Valentine các bạn nhỉ. Có cái miếng này mà trao cho nhau thì có mà ấm cả đêm. Ngọt ngào các bạn nhỉ. Ấm được luôn. Đấy. Bình. Người đâu đây có tự tin chiến thắng không? Em có anh ạ. Rồi. Nó phải ngâm mình còn nước đá anh ạ. Không lạnh hết mặt. Rồi, cố lên. Đấy, họng mới lương là sô-cô-la vị cacao bạn nhá. Các bạn ơi, mình khẳng định luôn là sô-cô-la của bọn mình dễ ăn hơn sô-cô-la của đúng Bách với Nguyên. Của bọn mình dễ ăn bọn hơn. Bọn mình là nguyên chất. Cái này là cái sô-cô-la pha rồi các bạn ạ. Không bao giờ dễ hơn luôn. Không bao giờ. Cái của mình còn có vị dâu này. Nó ngon, nó ngọt. Kiểu dị ngon hơn cái của bạn. Cái của bạn nhìn đen xỉ. Đúng rồi, đen xỉ mới là sô-cô-la nguyên chất bạn nhá. Bạn ơi, nếu cục hành kìa. Đấy. Lương là pha rồi. Nhìn các bạn này, răng của Hậu với Lương này. Xì các bạn chưa? Đấy. Mấy bạn đã bảo rồi, chắc là mấy ông này buông ăn cho là chính. Đấy, của Nguyên với Bách thì màu nó rất là hấp dẫn. Nó là hấp dẫn luôn, nó có hai màu, có cả lạc bên trong này các bạn này. Đúng rồi. Chắc là ngon này. Ai bảo lạc? Không phải lạc, dính gì ấy. Là gì đấy? Cái chắc kiểu hạt điều ấy, Nguyên kiểu dạng mù màu các bạn nhỉ? Hạt điều rồi. Không? Hạt điều, chắc chắn hạt điều rồi. Rồi. Lạc cho sô cô la, mà chút rồi lạc cho sô cô la. Ngon lắm các bạn. Nguyên với Bách đã hết gần 2 thanh rồi các bạn nhá. Đấy, cố lên. Nguyên hôm nay ăn sô cô la này kiểu như là miếng nó bé các bạn ạ. Miếng hơi bé các bạn. Chứ tỏ là thế hóa ra mình với Lương của Lương là to các bạn nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà của bọn em đã một thanh của Lương, bây giờ của Nguyên với Bách là 2 thanh, 3 thanh.
của mình nghèo hơn cái cô bạn hậu các bạn. Đúng rồi. Rồi, không ai không ăn được thì chịu thua nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái xô ra mềm mà. Mềm ngon. Nhìn Bách ăn rất thèm các bạn nhỉ. Quá ngon rồi các bạn. Vị yêu các bạn. Mình ăn thêm một cọng về sữa nhá. Rồi. Đấy, hôm nay Lương vừa ăn sô-cô-la rất hợp rồi gì nữa. Các bạn ơi, sô-cô-la này các bạn ạ, ruồi nó ngửi thấy nó ra tới rồi các bạn nhá. Rồi, cố lên. Ngoan. Cố gắng, mình ăn hết nha các bạn nha. Rồi, chốt đi. Đừng cơ các bạn nhá. Chốt nhá. Rồi, chốt đi. Cứ cái bà Hảo ơi. Cứ cái bà ấy. Cứ như chừ ạ, cứ như chừ. Cố lên. Ngọt quá ạ, ăn nhiều khẽ cổ. Mình chốt các bạn nhá. Mình cứ gọi nhá. Rồi. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Rồi các bạn ơi, vòng thứ hai các bạn nhá. Mình cho đổi màu áo các bạn ạ. Cho nó sáng sủa, nhìn đồ ăn nó dễ các bạn nhá. Đấy. Ai bốc trước ơi? Rồi. Rồi cho đội hồng bốc trước đi. Cho đội màu hồng bốc trước. Đội hồng im bốc lại. Không biết vào gì đây. Không biết là này có cặp với nhau không đây. So le không? Yeah, mình được tiến hành các bạn ơi. Các bạn ơi, mình lại màu hồng. Ui, mình lại màu hồng các bạn ạ. Màu đen các bạn ạ. Màu đen. Rồi, ok. Cho nó đỏ. Rồi, đến đến 3 mở ra nha. 1, 2, 3. Bạn ơi, của mình là thành màu hồng các bạn ạ. Mình thành màu đen các bạn nhá. Mình là thành màu đen cao quy linh các bạn ạ. Các bạn ơi, mình là thành màu hồng các bạn nhá. Thành cao quy linh đậu đỏ các bạn ạ. Đúng rồi, thay này của mình thơm phức luôn các bạn ạ. Bắp ra cái đang ngửi mùi rồi. Đang có mật ong ở đây các bạn ạ. Đấy. Thành của mình hơi bị thơm luôn các bạn. Hậu chôn mời tất cả các bạn cùng ăn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Rồi. Các bạn ơi, thành đậu đỏ các bạn ơi. Thành đậu đỏ cao quy linh đấy, thành này hơi bị tốt luôn đấy. Thành của mình ăn hơi bị luôn các bạn. Các bạn ơi. Nó còn cả cái nước mật ong đúng không? Nước mật ong các bạn ạ. Các bạn ơi, cái thạch của mình đảm bảo là ngon hơn cái thạch của bạn Bách các bạn ạ. Ngon chứ gì? Sao mà ngon bằng các bạn ơi. Thạch mình thấy mềm thật các bạn ạ. Thạch của bạn không ngon bằng thạch được ơi. Các bạn ơi, mình phải uống bớt nước ở đây không nó tràn. Các bạn ơi, của mình đây là vị dâu rau các bạn ạ, vị hoa quả các bạn nhá. Ăn mát thật. Rồi, cố lên. Rồi. Mình mời các bạn nhá. Rồi, mình tưới lên đây các bạn nha. Ui, thạch của bạn Nương Bách nhìn kinh kinh các bạn. Đẹp gì? Cái gì kinh? Nhìn kinh lắm. Đôi mà ong ở anh nó ngọt, nó mát các bạn. Cố lên. Bạn Nương ơi, anh ngồi không bạn? Các bạn ơi, mình cho cả cái này vào mồm mình ăn nha các bạn nha. Mùi nặng thảm thế. Gì hết các bạn. Bạn nghe mồm nhộng các bạn nhỉ. Người là nhanh thật. Người là nhanh thật đấy các bạn ạ. Cố lên. Đưa ăn thạch thế nào? Ngọt. Thạch này của mình ăn rất là thơm luôn, bị hoa quả thơm hả? Ngon lắm anh. Nếm một hộp nhá. Này cũng ngon. Các bạn ơi, mình nếm hộp thứ hai rồi nhá các bạn nhá. Ăn cái này nó có vị dâu các bạn ạ. Vị dâu với vị dưa sữa ăn ngon luôn các bạn ạ. Đây. Rồi. Mình ăn không cần tiền bạn, luôn. Của mình uống vị đậu đỏ các bạn. Của mình nhá. Có vị đậu đỏ này, thạch đen này và mật ong nó hòa quyện với nhau ngon lắm các bạn ạ, nó mát. Ăn nó ngọt quá Lương nhỉ. Nhìn của Lương này cũng cũng thơm phết đấy các bạn ạ. Đấy, đấy các bạn chưa? Nhưng mà không đẹp hấp dẫn bằng màu hồng được các bạn nhỉ. Các bạn ơi. Cái ăn thạch này thì nó mát rồi các bạn ạ. Nó lút dần ruột. Đậu đỏ các bạn ạ. Các bạn ăn các bạn không nhai nó cũng trôi cũng ruột các bạn ạ. Rồi. Nó ăn thôi cả đời, nó rất dễ ăn. Ăn thành này nó rất tốt cho sức khỏe và da các bạn. Da nó mịn màng. Da mịn. Rồi. Cảm ơn các bạn á. Nguyên hết chưa? Đây em nước cái này là hết anh ạ. Rồi, cố lên. Được hết chưa? Hai miếng nữa. Các bạn ơi, của mình ở bên trong còn có nhân nữa các bạn. Nhân thạch thạch này ăn dai dai. Ngon. Mình hết rồi nha các bạn. Rồi nguyên hết rồi. Mình hết rồi. Đấy, giờ chỉ còn 3 người thôi. Wow. Đấy, ngon quá, Lương ngậm mồm. Đấy các bạn nha. Rồi, có ai chịu thua chưa? Được.
Lương chưa nuôi chưa? Chưa. Rồi nhốt đi. Rồi vòng thứ 3 các bạn ạ. À. Lương chịu thua chưa? Rồi. Ai bốc thăm đây? Trước đi. Bốc vào gì chả phải ăn các bạn ạ. Mình bốc chưa các bạn nhau. Rồi thì vòng mất nhựa các bạn nhỉ. Màu đen. Màu đen. Màu hồng các bạn. Lại màu đen các bạn ạ. Màu đen các bạn ơi. Mình hôm nay có duyên với màu hồng. Rồi. Ok. Rồi đến đây ba mở ra nha. 1, 2, 3. Các bạn ơi, của mình màu đen là nước Pepsi các bạn ạ. Các Pepsi. Bạn ơi, mình là sữa chua gì đây nhỉ? Mình là nước đen các bạn ơi. Cái nước này uống không calo các bạn ạ. Đấy, có không à? Đường ấy. Các bạn ơi. Có đường ấy, ngọt đấy. Các bạn ơi, sữa chua của mình uống dễ tiêu lắm. Đấy à, cái đấy uống tốt cho đường tiêu hóa. Mình mời các bạn nhá. Rồi. Chất béo ra rồi các bạn ơi. Ngon đấy. Ngon quá các bạn. Có dâu các bạn. Bạn biết vô cái dâu. Dâu. Cố lên. Ui. Sảng khoái các bạn. Ngon đấy. Nguyên nói hết lửa chai các bạn ạ. Trong mình thì bay phải uống phải gần hết các bạn. Đúng rồi, ngon thế uống hết đi. Ui bay hết rồi các bạn ơi. Các bạn ơi. Nhanh đấy. Đây có nhiều ga lắm các bạn. Rồi, uống nhiều ga là nhanh lo à bạn nhá. Cố lên. Đấy. Các bạn, này nó có ga, nó ợ nhá. Cố lên. Các bạn ơi, mình làm một phát nữa. Ui. Mình uống hết nhá các bạn nhá. Rồi, chốt đi. Một phát này là hết rồi các bạn. Đi, vô đây. Rồi. Yo. Nhanh người. Các bạn ơi, Nguyên với Bách nghe vẻ nước ngon nào uống ghê thật. Yo. Em bé anh Dô. À bé Dô. Hết chốt nhá. Hết rồi nhá các bạn nhá. Mình quấn môi cái chai các bạn nhá. Rồi cố lên. Chưa hết được các bạn ạ. Nó được hết chưa? Bạn ngươi đây. Ôi. Nó lại yếu như bạn nhỉ. Quá yếu luôn. Đằng nó cứ hỏi rồi. Các bạn ơi, cái nước này của mình. Cố ơi. Chốt nhá. Cố ơi. Cố ơi. Hết rồi. Màu đen nó có rồi. Các bạn có uống các bạn. Đấy các bạn nhá. Ok. Cái vòng lướt này rất nhanh các bạn ạ. Rồi. Mà hồi là hết, mình đã khăn lướt. Có ai được luôn chưa? Được. Sẵn sàng chưa? Chưa. Thôi được rồi, cho lượt bốc trước đi. Đợi mình bốc đi. Cho mình bốc nhá. Xem bài vòng rồi. Chết rồi. Xem vào màu rồi, gì? Chết rồi. Màu hồng. Các bạn ơi, mình có duyên màu hồng thật. Nguyên lại màu hồng. Màu đen. Mình màu đen các bạn ơi. Rồi, ok. Rồi, đến đây ba mở ra nha. Ok. 1, 2, 3. Ui. Bim bim các bạn ạ. Bim bim các bạn ạ. Các bạn ơi, bim bim của mình màu hồng này các bạn ơi. Các bạn ơi, của mình màu đen là bim bim con mực các bạn ạ. Đúng rồi, con mực. Mình bóc ra các bạn. Mình cũng bóc nha các bạn nha. Ui. Ui, tăm cay các bạn ơi. Các bạn ơi, mình bóc cho mình nha người. Ui. 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 Một đĩa các bạn nhỉ. Các bạn ơi, của mình một đĩa đầy luôn. Mình mời các bạn nhá. Ui. Các bạn ơi, màu hồng số hưởng thì ăn nhiều. Các bạn, ngon đấy. Ui. Các bạn ơi, cay thật các bạn. Cay thế. Của bọn mình dễ ăn các bạn, không bị cứng. Rồi, Nguyên ăn thế nào? Của em ăn bim bim tôm hùm ăn ngon anh ạ. Mình thử một cái của Lương các bạn nhá. Ngon không? Của mình cay lắm các bạn. Cay rồi. Bởi vì các bạn biết không? Cái bao bì các bạn nhìn này, nó cay rực nửa ấy này đúng không? Là cay thật. Mực cay, của họ là bim bim mực cay. Mực cay các bạn. Của Nguyên cho Lương là bim bim tôm hùm. Tôm hùm của mình ngon hơn các bạn. Rồi, ăn mạnh lên. Bạn biết thử một cái em nhâm. Cái là ngon. Cái còn được ngon hơn. Cái ngon hơn. Cái này ngon hơn. Ngon. Cái của Lương này á, nhìn thôi nhưng mà trọng lượng rất bằng của bạn mình. Bởi vì cái của Lương này nó phồng các bạn nhá. Không. Rồi cố lên. Bọn mình nó đặc. Đấy. Các bạn ơi, đến vòng này là lâu các bạn ạ. Vòng vừa nãy là lướt các bạn nhá. Cho nên là nó nhanh thế thôi. Nhưng vòng này là vòng khô các bạn ạ. Vòng khô các bạn. Cày. Cố lên. Quyên ăn mạnh lên. Thì ăn mà ăn một miếng một thì đến bao giờ hết. Đấy, của mình của bạn học. Đấy, đút nhiều như Lương đây này. Đúng rồi. Đấy. Đút mạnh lên. Cứ đút một miếng một thì ăn bao giờ hết các bạn nhỉ. Ngon lắm các bạn. Phải ăn nhồm nhòm nó mới đã. Rồi. Mấy ăn thế nào? Cái này nó khô.
ba cái là của mình rất hợp ăn vặt các bạn. Nói chung là con gái hầu như tầm tuổi như anh em mình hoặc bé hơn đi uống nước hay gọi này ăn. Rồi cố lên, không ăn được chịu thua nhá. Đấy bim bim này cái bên màu hồng là nó nhiều hơn đó bạn ạ. Đấy mình thử ăn một miếng màu hồng nó ngon không? Màu hồng ngon. Ngon. Cố lên. Cay thật to. Thôi hai bạn màu hồng chịu thua đi. Màu không hồng. Bao giờ thua đâu. Đúng rồi. Rồi. Màu hồng chịu thua đấy. Thế nào? Thế bạn Nguyên ăn chậm đấy. Các bạn. Cái này của mình các bạn ạ. Ăn rất là giòn các bạn nhá. Cay. Nói chung là cái bim bim tăm cay này hầu như các bạn ai chẳng ăn rồi đúng không? Ngon lắm. Rồi. Cố lên. Ba lượt nhanh thêm. Nó nút toàn 3 miếng 1. Em nút 1 miếng 1 thì bao giờ xong? Đấy em cũng thế. Cố lên. Thôi bạn Nguyên ăn không ăn được cái thua đi. Bảo ơi. Cái này ở một mình ăn cay rồi. Cay thật. Tớ còn lâu từng người thua luôn. Rồi. Lương ăn rất nhanh các bạn ạ. Đấy. Nói chung là mình con gái mình ăn nhanh lắm các bạn ạ. Nguyên Lương ăn gần hết được cơ à? Mồm Lương rộng thật. Có rộng luôn các bạn. Đây giờ mình cũng ăn 3 cái liền các bạn. Rồi. Mình ăn 4 cái cơ. Ui Lương này. Đấy. Bạn cho ăn 1 cái bạn mới ăn chục cái. Ăn bằng này luôn. Rõ ràng cái đường kính mồm của Nguyên là rộng hơn của Lương mà đút rất chậm các bạn nhỉ. Có bị hôi ra. Rồi. Nguyên nhanh bằng mình các bạn ạ. Nguyên ra đi. Tớ còn lâu tớ mới ra nha bạn nọ. Bạn thích bạn ra đi bạn cứ rủa. Ai rủa? Tớ bảo thật đi. Cố lên. Nguyên ra nhanh lên. Đấy. Bảo bạn ra thật bạn lại không nghe các bạn nhỉ. Đấy mẹ ơi con ăn. Cố lên. Ai mình ăn xong xong rồi nhá các bạn nhá. Rồi. Cay thật. Đấy bim bim của Hậu cay à? Cay lắm mẹ. Cay lắm mày ạ. Mà ngon. Rồi bim bim của Lương thì rất là ngon rồi các bạn ạ. Đấy. Nguyên lên đi. Lương nhanh lên. Nhanh hết. Các bạn ơi mình hết nhá. Rồi Hậu hết nhá. Lương hết. Chưa hết rồi. Lương cố lên. Còn mình đang ăn các bạn. Rồi màu hồng nó hơi nhiều các bạn ạ. Rồi mình hết nhá. Rồi Lương hết đi. Hậu hết rồi. Toàn miếng à, cải quá. Rồi, Lương hết các bạn nha. Tiếp. Bảo ơi. Đừng như mình ngặng ăn cứ rơi vãi cái gì. Các bạn ơi, mình ăn một miếng nữa là hết rồi các bạn. Rồi. Rồi, Nguyên thua chưa? Vâng. Có ai nhận thua chưa? Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, bốc thăm nào. Em đi. Đỏ hay đen đi, đỏ hay nhầm hồng hay là đen nhỉ? Rồi, Hậu nào. Nguyên nào? Em. Màu hồng các bạn ơi. Màu hồng. Màu đen các bạn ơi. Màu đen. Ui lại màu đen các bạn ạ. Màu đen. Các bạn ơi mình toàn màu hồng thôi các bạn ạ. Nguyên toàn màu hồng các bạn ạ. Màu hồng các bạn. Rồi. Để đến bạn mở ra nhá. 1 2 3. Wow. Các bạn ơi. Của mình màu đen là cua sốt me các bạn ạ. Mì trộn các bạn. Các bạn ơi, của mình là mì hảo hảo các bạn ơi. Của mình mì hảo các bạn ạ. Mì hảo hảo là ngon rồi các bạn nhá. Wow. Của mình là mì cua sốt me. Thơm thật các bạn ạ. Thơm đấy. Mì mời các bạn nhá. Nghe hấp dẫn nhỉ. Đúng rồi, mì mời các bạn nhá. Chào có vị. Chắc mì này không có mì hảo rồi các bạn. Các bạn ơi, mì của mình chưa ăn mình đã ngửi thấy thơm rồi các bạn ạ. Cố lên. Đấy, ăn đến giờ này thế nào rồi? Bảo các bạn ơi, ăn này các bạn ạ. Của mình ăn đúng có vị cua biển thật các bạn. Me chua chua, ngon. Của mình ăn ngon luôn.
Cái này không biết, không biết thơm cứ cay thế nào. Sao với các bạn? Rồi người chơi ta ăn đến giờ này thế nào rồi? Cũng no rồi anh ạ. Ơi, uống cả ngô các bạn nhá. Chưa bệnh gì các bạn? Đấy, lương mõm rồi các bạn ạ. Đây bảo là lương mõm thôi, không bảo lương núi các bạn nhá. Mình thì mới đến nâng nâng chừng thôi. Có ăn được nữa các bạn nhá. Còn kia là hậu mõm nữa. Rồi, cố lên. Hôm nay Nguyên với Bách có duyên với màu hồng các bạn nhỉ? Mình có duyên với màu hồng chắc chắn là thắng rồi các bạn. Bạn Nguyên có duyên nhiều nhất quá. Cố lên. Đấy. Lương nhau hậu là màu đen là cua sốt me các bạn nhá. Còn mình màu gì mình được thưởng thức rồi các bạn nhá. Rồi. Hơi bỏng các bạn. Rồi, mì tôm nó hơi bỏng các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ của mình nhá. Đấy, đến người dòng này là người chơi người ta ăn cũng khá là nhiều đấy các bạn ạ. Cũng no, no lắm rồi, thực sự no rồi các bạn. Bạn Nguyên ra đi. Nhưng mình vẫn cố gắng các bạn. Bạn ơi, bạn ra đi. Bạn ơi. Còn lâu nữa. Bạn ra đi. Còn lâu. Cố lên. Đấy các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, ai là người cuối cùng ngừng ăn đồ ăn theo màu sẽ là người chiến thắng các bạn nhé. Và được phần thưởng của mình là 5 triệu đồng các bạn ạ. Cố lên. Nếu mà không cố, chắc là úp mạnh không là ai úp. Hơi lắm các bạn. Người này nó lại mát mát nữa các bạn. Rồi. Nguyên sao rồi? Em no nhưng mà em vẫn cố gắng anh ạ. Rồi, Bách cố lên. Đấy. Nguyên hôm nay là từ đầu cuối như được chưa cái vào màu đen nào phải không? Chưa anh ạ, toàn màu hồng hết thôi. Rồi. Nguyên chúng ta cuộc đời màu hồng ấy các bạn nhỉ? Rồi. Đấy, hậu là nhau đưa là cua sốt me. Mình đen đỏ ấy. Nắm. Mình đen đỏ đủ cả các bạn nhá. Hồng. À đen hồng. Mình đen hồng đủ hết các bạn. Cố lên. Ăn mì tôm này chua cay ngon lắm các bạn ạ. Có nước me à, ngon thật. Chua cay đâu, mày chua cay. Tuyệt vời luôn. Mừng hết các bạn nha. Rồi, hậu hết rồi các bạn nha. Hậu ăn rất khỏe và nhanh các bạn ạ. Vâng. Cố lên. Nguyên sắp ra chưa? Em chưa hậu. Đấy. Đứng cố lên. Mình uống hớp nước này các bạn ạ. Cho nó trôi các bạn ạ. Wow. Nước uống nó cứ chua chua các bạn ạ. Đâu hậu dơ mì ra ra. Đây, hết sạch rồi, còn đồng nước vào đây các rồi. Bạn các bạn xem này. Ok. Chơi phải xanh chín các bạn hiểu không? Đấy, Nguyên là Bách vét sạch. Các bạn ơi, mình cũng xong hết rồi nha các bạn. Mình kinh vũ các bạn, khó vét thật. Tô của các bạn to hơn tô của bạn đỡ ra. Đúng rồi, tô Hảo Hảo này nó to hơn. To hơn nhiều luôn ấy, khéo khi phải gấp rưỡi. Cái này có 95g, cái này tận 75g. Làm gì mà gấp rưỡi. 93g. Mõm. Rồi. Các bạn ơi, còn mình kinh vũ mình không vét rồi ấy các bạn. Rồi, nguyên hết chưa? Còn mình cũng thế các bạn. Thôi được rồi, tốt rồi, nhanh lên. Có ai nhận thua chưa? Chưa. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đến đây ba bốc nha. Ok. Đấy, ai bốc trước đây? Cầm đi. Ui, ơi, trưởng. Ui, không có cái gì chẳng phải ăn các bạn ạ. Mô là không chẳng phải anh nữa. Nguyên nha, Nguyên vào cái gì đây? Mô đen các bạn ơi. Mô đen. Mình màu hồng các bạn ơi, màu hồng. Màu hồng. Các bạn ơi. Mình cũng màu hồng luôn này. Nguyên lại phun hồng đấy. Hồng Nguyên. Ok. Rồi đến ba mở ra nhá. Ok. 1 2 3. Của mình giống như là kẹo gấu các bạn ạ. Của mình cũng là kẹo gấu. Bánh gấu. Chơi cua la coi nhá. Của mình lại màu hồng nhá. Kẹo của mình là kẹo gấu dâu tây nha các bạn nhá. Wow, đáng yêu thế nhỉ các bạn ơi. Ôi, các bạn nhìn nè. Wow. Ui, có mấy miếng. Mấy miếng của các bạn ạ? Dăm ba miếng bỏ. Yeah. Kia màu hồng. Cái này. Cái này trên này nó còn hình con gấu các bạn nhá. Rồi. Hình con gấu. Ăn. À.
Bên trong của mình có kem các bạn ạ, kem dâu đúng không? Vị dâu rồi các bạn em. Quả mình cũng thế các bạn. Bên trong mình có vị sô cô la các bạn. Sô cô la ở giữa ấy. Ngon. Cố lên. Ngon thật các bạn. Ngon. Mọi người có bà ăn ngon không? Còn trớ ngon lắm mà. Đấy, hôm nay Nguyên rất có duyên với mây hồng các bạn nhá. Nhưng mà bạn ơi, từ đầu bây giờ ăn toàn đồ ngọt đấy các bạn. Bây giờ nó cả dạng như khé củ rồi các bạn. Công nhận đấy. Rồi. Cái vòng này mình ăn cảm giác giống vòng đầu tiên. Rồi. Ôi, chocolate. Ngọt lắm các bạn. Vòng đầu tiên là thế còn ăn sô-cô-la nhá. Đấy, hôm nay nói chung là đến giờ này là người chơi chúng ta là cũng có tí lưng lửng rồi đấy các bạn ạ. Cũng ngọt đấy. Cũng ngọt các bạn. Bách ngọt chưa? Ừ. Chớ bình thường bạn quay ạ. Rồi, có ai chịu thua chưa? Chưa. Đấy. Cố gắng lại em. Cố lên. Đây các bạn này. Cái bánh gấu này nó bé tí thôi các bạn ạ. Ăn mấy miếng là hết rồi các bạn nhé. Ngon lắm các bạn. Ngon ngọt lắm. Bởi vì bên trong nó có sô la các bạn. Ngọt rất là ngọt đây các bạn nhỉ. Sô la hồng rực bên trong. Bọn mình chocolate màu đen. Rồi chốt đi đây đi. Có mấy miếng bọn ạ. Cố lên. Mình tốt hơn các bạn nào. Ê à. Nguyên nhanh thế nhỉ. Bạn mình mồm nhậm anh nhanh nhỉ. Tốt à. Nguyên đã ngọng hết rồi. Ngọng hết rồi. Đấy, hôm nay xem đối thủ nào sẽ chiến thắng các bạn nhá. Rồi dần dần đến vòng cuối nó sẽ to dần lên các bạn ạ. Nó không thể bé mãi này được. Cố lên. Mình chốt các bạn ạ. Mình chốt bạn ạ. Ok, có ai chịu thua chưa? Rồi các bạn ơi, người chơi chúng ta rất là khỏe các bạn nhá. Đến vòng này mà chưa một người nào ra các bạn ạ. Ai một chút ơi. Yeah, mấy bạn khỏe thật các bạn. Nguyên rất có duyên đến màu hồng. Lại màu hồng nữa nhỉ. Cái gì đây? Vũ ngực ghê. Màu hồng các bạn ơi. Màu hồng. Các bạn ơi, màu đen các bạn. Màu đen. Màu hồng. Mình màu đen các bạn ơi. Rồi, ok. Cuối cùng Nguyên cũng sang màu đen rồi. Đến đây ba mở ra nhá. 1, 2, 3. Các bạn ơi, của mình như là bánh donut nào các bạn ạ? Của mình là bánh kem. Của mình bánh kem các bạn. Các bạn ơi, mình là bánh donut. Bạn ơi, to lắm các bạn. Rồi, bánh donut kéo bật mở mình nhé. Đấy các bạn nhỉ, bên trên thì là sô cô la, bên dưới là bánh mì nhá. Mời các bạn nhá. Đây nữa bạn ơi, một miếng đấy nhá. Các bạn ơi, mình mời tất cả các bạn nhá. Mình mời các bạn ăn bánh kem với mình nhá. Mình mời các bạn ăn bánh kem với nhá. Ngọt dã man các bạn ạ. Ngấy. Mình cũng thế, mình vừa ăn vừa ngọt, nó lại vừa no nữa các bạn. Ngấy thật sự rồi. Ngấy vậy, cái ơi. Các bạn ơi, các bạn con này, các bạn chịu thua đi. Ngọt thế. Đấy các bạn ơi. Bánh kem có vị dâu các bạn. Bánh của mình toàn kem. Đúng rồi. Nó ngấy các bạn ạ. Ngấy thật sự luôn, cái này của mình ngấy nhiều sô cô la. Các bạn ơi, nói chung là trận chiến ngày hôm nay là trận chiến ai ăn khỏe nhất các bạn nhá, chứ không có may mắn đâu các bạn ạ. Bởi vì là đồ ăn hình hầu như là giống nhau các bạn nhá. Đấy, Nguyên thì từ đầu cuối toàn ăn màu hồng, đến vòng ngoài thì ăn màu đen. Em ơi các bạn ơi, hai vòng chocolate rồi đến vòng ngoài bánh kem này nó ngấy thật sự các bạn ạ. Em, mình chả thấy bánh đâu luôn ý, toàn là kem thôi. Bánh, ở bên dưới có bánh ấy. Đấy. Nhưng mà ít nhỉ? Ít à. Các bạn ơi, mình ngon lắm các bạn. Đúng không? Rồi. Bạn không ăn nhỉ, bạn đi ra đi. Còn ngon ngon. Rồi. Nguyên lần này bạn không ơi, biết là có tự tin chiến thắng không? Bạn hậu. Nhưng riêng đối thủ Bách là mạnh lắm các bạn ạ. Sợ. Bạn hậu ơi. Bạn không ăn nhỉ, bạn chịu thua gì nhỉ? Nhiều nhiều sô cô la quá các bạn ạ. Các bạn nhìn lớp sô cô la nó dày lửa phân mất. Rồi. Cố lên. Đấy. Bách sắp phê rồi, Bách nhanh lên. Ngon thật các bạn. Đấy, Bách giờ đến là giờ này vẫn ngon các bạn nhá. Ngon lên. Nó như có vị gì ấy, mình thử bắt. Rồi. Đấy. Hôm nay là bạn, bánh đô lút. Các bạn nhìn xô là dày các bạn nhìn chưa. Đường ăn kem nó béo các bạn ạ.
Mình no thật sự rồi các bạn. Bạn ơi, bạn giờ bạn khoan thì phải chịu thua chứ gì nhá. Đâu mà cố gắng chứ. Bạn cố bằng nhập bằng năng lực nào bạn cố ấy. Các bạn nó ngấy. Ngấy hả? No à nữa. Dã man thật. Đùa chứ. Vâng, nó vừa ngấy rồi. Nó mà vòng sau mà ngấy như này chắc mình. Rồi. Cố lên, không ăn được chịu thua nha. Các bạn này ăn ngọt nhiều quá nó gây cổ ạ. Quên hết chưa? Bạn ơi, anh như ở những hãy với bạn nhỉ? Ăn ngoài hết. Rồi, cố lên. Nguyên sao đấy? Nhẹ là thua đấy. Rồi, lược chốt đi. Mình chốt bạn nhá. Đấy, cố qua vào ngoài rồi đấy các bạn. Rồi, bách hết. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Rồi, các bạn ơi, mình đã thấy những người chơi người ta có người có vẻ chán nản đấy các bạn ạ. Rồi, bây giờ ai muốn chơi đây? Đấy, Nguyên nào. Màu lao cũng phải ăn luôn. Màu đen các bạn ơi. Màu đen. Màu đen các bạn ơi. Màu đen. Các bạn ơi, mình màu hồng. Nguyên màu hồng. Mình màu hồng rồi các bạn ơi. Rồi, Hậu màu hồng. Rồi, các bạn ơi, đến bài mở ra nha. 1, 2, 3. Chai Coca các bạn ạ. Các bạn ơi, mình chai hồng to tướng. Mình chai Coca. Coca không đường vào. Không đường. Đấy, các bạn ơi, chai sữa dâu kia là 300ml. 700ml bạn ạ, 700ml. Các bạn ơi, bạn vừa xong các bạn ạ. Mình không xong các bạn nhá. Mình không phải đặt cho nhập vỉa gã lên các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, đến vòng này chắc chắn là sẽ không người ra các bạn nhá. Mình ơi các bạn nhá. Bạch gian lận. Gian lận gì? Đây. Mời các bạn nhá. Rồi. Rồi, bảo bách gian lận, bách hút cả đĩa luôn. Mình uống như các bạn nhá. Các bạn ơi, bỏ ngoài kia không đường, uống còn lại có đường các bạn ạ. Nó ngọt ngọt một xíu. Ngọt ngọt. Rồi. Mình no lắm rồi các bạn. Bạn này nước sữa chua uống nó cứ chua chua các bạn ạ. Đấy, sữa chua nó ngon đi. Ui. Mình lo quá. Wow. Bách hết gần nửa chai các bạn chưa? Bách. Tuyệt vời đấy. Ở đây không có đối thủ rồi các bạn ơi. Cố lên. Tuyệt vời các bạn nhỉ. Nguyên cố lên. Mình nhìn bạn Bách uống mà mình sợ các bạn ạ. Rồi, Nguyên tu đi. Không uống thì chịu thua nhá. Đấy. Ấu hết chưa? Chưa nhỉ, nò qua đằng nò các bạn. Rồi. Cố lên. Bách uống ghê thật. Của mình là 600ml. Ôi rồi. Đây là 600 này bằng nào ấy. Đây 600. Bên kia mấy? 700. 700. Rồi, có nghĩa là chai Coca này nó sẽ ít thể tích hơn các bạn nhá. Nhưng mà ml. Nó lại có ga các bạn ạ. Nó ga đầy, nó đầy, cố uống thật. Mình đầy bụng rồi các bạn. Rồi, cố lên. Hậu cố lên. Bách đã sao bê rồi. Ui. Mình nhìn Bách uống mà mình cũng sợ các bạn. Rồi, quá đẳng cấp. Nguyên nhanh lên. Ui, Bách đã sao bên trái á. Mọi người mình thở cho các bạn. Phải thở các bạn nhá. Ai nếu mà uống nhiều mạch thở mỏi chắc chớ các bạn. Bởi vì nó có ga. Rồi. Thật là bác ơi. Ý thật. Nguyên uống mãi không lên được một gáp các bạn ạ. Đây mình uống. Không có bằng lương. Mình uống mãi mới hết 1/3 các bạn. Rồi cố lên. Đấy các bạn nhìn này. Vừa nội vừa ngọt nữa. Đấy Bách cố lên. Đấy sắp hết rồi các bạn ạ. Uống nước này nhanh lo lắm các bạn nhá. Ngọt quá. Nước này mình nhanh nổ nổ ga. Rồi. Nếu mà một cái thì nó mới hết được. Ấy các bạn nhá. Hết được ga. Nhưng đây mình không ngọt các bạn. Rồi, Bách khả năng chốt đến nơi rồi. Yeah. Quá đẳng cấp các bạn ạ. Mình chốt các bạn nhá. Rồi. Ngọt quá. Mấy đứa uống đi. Ngọt quá nhỉ. Ui, anh cầm chai lên. Rồi, anh hết nha các bạn nha. Đấy, Hậu lương sao đấy? Thôi Hương ơi, là em xin thua. Chắc em nó quá. Xin thua em lo mình ngấy. Bạn Nguyên mấy bạn ơi,
Em không muốn ngồi thôi đi. Đỡ mới khỏe lắm. Em cố bằng này là hết năng lực của em rồi. Các bạn ạ, đến đây. Rồi, ok. Lương uống quá kém, Hậu hết một lửa. Mình cũng uống được các bạn ạ. Nguyên cũng hết một lửa. Em xin thua. Thua đi. Các bạn ơi. Bao nhiêu này ăn khỏe thật các bạn. Mình xin thua, các bạn nhau mình không đi tiếp được. Rồi, Lương thế nào? Mình cũng thế các bạn ạ. Rồi, hôm nay Bách vô địch. Yeah, hôm nay Bách là người chiến thắng. Yeah. Các bạn ơi. Hôm nay Bách là người chiến thắng các bạn nha. 5 triệu là thuộc về Bách. Yeah, Bách này khỏe thật. Ở đây không có ai là đối thủ của Bách các bạn ạ. Ok. Châm chín. Bách đấy. Và những người còn lại sẽ phải ngâm nước đá 2 phút các bạn nha. Ok. Anh ấy bấm giờ rồi anh ấy. Rồi. Đây các bạn ơi, mình bắt đầu bấm giờ nhá. À để chết rồi. Đây là báo thức mất rồi. Đấy. Đây mình bấm giờ nhá, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Đấy, lạnh lắm các bạn. Lạnh đây các bạn. Rồi. Cố lên. Rồi Lương, Lương đã thỏa lên rồi 11 giây. Mình bị ngắn mũi các bạn. Rồi. Cố lên. Bắt hậu cố lên. Nguyên hút sâu xuống. Bách ghi Nguyên xuống. Rồi. Cố lên. Bảo sao hôm nay Nguyên được 30 giây là bởi vì Nguyên hơi chớm mặt thôi. Cố lên. Bỗng Nguyên cũng phải ngồi đây. Wow. Đánh vào đây. Các bạn ơi, mua đây không các bạn ạ? 36 giây. Cố lên. Cố lên. Nguyên nhả tơ các bạn ạ. Kinh ngạc. Cố lên. 49, 50 giây. Bách cổ vũ đi. Cố lên. Bắt đầu cố lên. Rồi. Đấy. 1 phút rồi. Cố lên. Cố đập lắm vậy. Đấy, Nguyên nhả tơ các bạn nhìn này. Tơ của Nguyên kìa. Chết rồi. Ông có hớm mặt các bạn, mình nhìn được mắt các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Rồi. Cố. 1 phút 20 giây. Cố lên. Vẫn 80 giây. Đấy, Lương rất khỏe, Hậu rất khỏe. Wow. 1 phút 32 giây. Cố lên. Rồi, đúng xong bạn đi. Đấy, đây là tội thua của các bạn ạ. Rồi, 45 giây rồi. Cố gắng các bạn nhá. Wow. Wow. 54, 55. Cố lên. Rồi, ok, được rồi. Ok. Như cái đau các bạn ạ. Đấy, cảm giác thế nào? Bừng cái mặt các bạn nhìn cái mặt đôi luôn. Bừng buồn cả mặt. Cái này ngâm lâu nó bối trong mũi. Rồi, các bạn ơi, clip của mình xin dừng lại tới đây nha. Cảm ơn các bạn xem clip của mình. Còn bây giờ, xin chào hẹn gặp lại người trong clip tiếp theo.